Trong thời điểm mà mùa giải V-League 2023 chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ khởi tranh thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Patrick Lê Giang. Thủ môn Việt Kiều sẽ khoác áo đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay. Đây có thể được xem là những bước tiến vô cùng tích cực tới từ chính sách mở cửa đón những tài năng Việt Kiều trở về thi đấu cho quê nhà kể từ mùa giải năm nay. Và kể từ sau Đặng Văn Lâm thì có lẽ chúng ta mới lại có được thêm nhiều niềm tin đến như vậy vào một mùa giải mà bóng đá Việt sẽ có thêm những làn gió mới để đẩy sự hấp dẫn của hạng đấu cao nhất đất nước hình chữ S lên tới cao trào. Trước thềm mùa giải V-League 2023 khởi tranh đã có rất nhiều những kỳ vọng mà người hâm mộ đặt vào những câu lạc bộ hàng đầu trong việc có thể chiêu mộ những tân binh mới chất lượng để nâng cao chất lượng giải đấu. Trong số đó, cầu thủ Việt Kiều ắt sẽ là những mục tiêu được quan tâm hàng đầu, bởi đó hoàn toàn có thể là những cầu thủ đã có cho mình nền tảng đào tạo tới từ những nền bóng đá tiến bộ. Bên cạnh đó, những Việt Kiều đó cũng hoàn toàn có cơ hội khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam và cống hiến lá cờ đỏ sao vàng như những gì mà thủ thành Đặng Văn Lâm đã và vẫn đang làm được ở thời điểm hiện tại. Thị trường chuyển nhượng của mùa giải V-League 2023 dần thu hút được sự chú ý của người hâm mộ ngay từ thời điểm đầu tiên với sự xuất hiện của cái tên Alexander Đạo. Chân sút người Na Uy từng được biết đến như một trong những tiền đạo Việt Kiều sáng giá lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam trong quá trình tuyển chọn các cầu thủ nhập tịch. Huấn luyện viên Park Hang-seo thậm chí đã từng có quãng thời gian tới xem trực tiếp tiền đạo này thi đấu ở Na Uy, nhưng sau cùng thì Alexander Đặng lại không thực sự bén duyên với những chiến binh sao vàng. Nhưng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới 2023, đã có không ít những thông tin cho rằng rất nhiều đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ mời tiền đạo gốc Na Uy về quê nhà thi đấu nhờ vào chính sách mở cửa của hệ thống điều hành các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam. Sau rất nhiều những tin đồn khác nhau, Alexander Đặng chính thức có mặt tại quê nhà Việt Nam và Nam Định chính là đội bóng được cho là sẵn sàng dốc hầu bao để sở hữu được Việt Kiều chất lượng này. Trong một mùa giải có được sự đầu tư mạnh mẽ ở rất nhiều vị trí, Thép Xanh Nam Định muốn khẳng định được tham vọng nâng tầm đội bóng của mình với những bản hợp đồng bom tấn, và sự xuất hiện của tiền đạo mang trong mình hai dòng máu Việt Nam cùng Na Uy chính là lời khẳng định chắc nịch cho điều đó. Tuy nhiên, khi mà mọi cổ động viên dường như đã chắc chắn rằng đội chủ sân Thiên Trường sẽ có được sự phục vụ của chân sút Việt Kiều, thì những yếu tố liên quan tới hợp đồng đã khiến cho thương vụ đổ bể vào phút chót. Việc Alexander Đặng rời Việt Nam sau 2 tuần tập luyện có lẽ cũng đã mang tới không ít sự hụt hẫng dành cho người hâm mộ bóng đá Việt. Nhưng sau một ngôi sao hàng công thì tới lượt một thủ môn Việt Kiều được đồn đoán sẽ trở về thi đấu tại quê nhà V-League 2023. Không ai khác, chính là Philip Nguyễn. Thủ môn mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Cộng hòa Séc cũng đã sớm xuất hiện tại Việt Nam và thậm chí là đã có rất nhiều hoạt động tại quê nhà của mình. Điều này sớm làm dấy lên tin đồn ngôi sao từng có quãng thời gian thi đấu ở những đấu trường hàng đầu của châu Âu sẽ sớm trở về quê nhà thi đấu tại V-League. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng được xem là đội bóng đã theo sát tình hình của Philip Nguyễn ngay cả cho tới những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng trước thêm một giải mới. Tuy nhiên, cho đến sau cùng, thủ thành 30 tuổi vẫn quyết định ở lại với câu lạc bộ Slovakia thay vì tìm kiếm thử thách mới cho chính bản thân ở đất nước hình chữ S. Để rồi cho tới ngày hôm qua, tân binh của mùa giải V-League 2023 là câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức công bố bản hợp đồng với cái tên Patrick Lê Giang. Thủ thành mang trong mình hai dòng máu là Việt Nam cùng Slovakia cũng không phải một cái tên quá lạ lắm với những người hâm mộ bóng đá của nước nhà. Lê Giang từng có quãng thời gian thi đấu trong màu áo các cấp độ trẻ của đội tuyển Slovakia và đã trải qua hành trình nhiều năm chinh chiến tại các giải vô địch quốc gia, Cộng hòa Séc cùng Slovakia. Thủ thành 30 tuổi có bố là người Việt Nam và việc được trở về quê nhà thi đấu tại V-League có thể được xem là bước ngoặt rất đáng mong chờ cho những mục tiêu trong tương lai của thủ môn này. Bên cạnh Patrick Lê Giang, V-League 2023 cũng đón chào sự có mặt của những Việt Kiều khác, đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Như Đức Anh của Hải Phòng. Người có trong mình dòng máu Đức và Việt Nam hay là Ryan Ha, cái tên sẽ khoác lên mình màu áo của tân binh Khánh Hòa mùa này. Cùng với Đặng Văn Lâm, đây chắc chắn đều là những cái tên mang tới những tín hiệu tích cực mở đường cho nhiều hơn những cầu thủ gốc Việt trở về nâng tầm giải vô địch quốc gia, hay cùng với mục tiêu xa hơn chính là khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia và tiến ra đấu trường châu lục. Vậy cụ thể, người đang thu hút được nhiều sự chú ý nhất của người hâm mộ trong suốt 24 giờ qua là Patrick Lê Giang có thể đóng góp và mang tới những điều gì cho câu lạc bộ Công an Hà Nội nói riêng cũng như bóng đá Việt Nam nói chung? Sẽ không khó để nhận ra rằng tân binh của V-League 2023 đang thể hiện quyết tâm cùng tham vọng lớn ra sao ở mùa giải năm nay khi đã chiêu mộ liên tiếp những ngôi sao hàng đầu của Việt Nam như là Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức cùng Vũ Văn Thành. Ngoài ra thì đội bóng thủ đô cũng đã sở hữu cho riêng mình một lứa cầu thủ trẻ vô cùng tài năng và sẵn sàng tỏa sáng ở sân chơi hàng đầu của đất nước hình chữ S như Lê Văn Đô, Nguyễn Trọng Long. Ban huấn luyện của câu lạc bộ Công an Hà Nội có lẽ cũng hiểu rõ rằng đối với mọi đội bóng thì sự cạnh tranh ở từng vị trí có thể giúp cho cá nhân các cầu thủ cũng như đội bóng ngày càng tiến bộ hơn. Do đó, dù đã sở hữu cả gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam là Bùi Tiến Dũng hay là Đỗ Sĩ Huy, ngôi sao có vai trò quan trọng trong màu áo câu lạc bộ Công an Nhân dân,
ở hành trình thăng hạng mùa trước, thì họ vẫn quyết tâm mang về thêm một cái tên cực kỳ chất lượng là Patrick Lê Giảng. Sự xuất hiện của thủ thành gốc Việt này sẽ giúp cho huấn luyện viên Paolo Fani của câu lạc bộ Công an Hà Nội có thêm những sự lựa chọn chất lượng ở nhiều đấu trường khác nhau cho những mục tiêu quan trọng mùa này. Với Lê Giảng, quãng thời gian hơn một thập kỷ thi đấu tại lục địa giả chắc chắn sẽ giúp cho anh có được nền tảng kinh nghiệm vững vàng cùng khả năng chơi bóng hiện đại khi cọ sát với những nền bóng đá phát triển như thế giới. Đây sẽ là những yếu tố có thể được xem là cực kỳ quý giá với một tân binh của V-League như câu lạc bộ Công an Hà Nội. Có lẽ bất kỳ người hâm mộ nào của bóng đá Việt Nam cũng hiểu rằng khoảng cách giữa giải hạng nhất quốc gia và V-League là không hề nhỏ, và đội bóng nào khi thăng hạng chắc chắn cũng đều cần phải nỗ lực rất nhiều để trụ lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Công an Hà Nội chắc chắn cũng không phải ngoại lệ khi mặc dù đã giành quyền thăng hạng sau chức vô địch ở giải hạng nhất mùa trước, thì việc đội hình bị xáo trộn rất nhiều ắt cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu của mùa này. Nhưng với một đội bóng đã từng là niềm tự hào của bóng đá thủ đô, tham vọng của Công an Hà Nội là lớn hơn rất nhiều so với mục tiêu trụ hạng. Sự có mặt của Patrick Lê Giang có thể được xem là sự khẳng định cho mục tiêu chinh phục quê nhà của thủ thành Slovakia, nhưng cũng sẽ là yếu tố cho thấy chính câu lạc bộ Công an Hà Nội đang đặt mục tiêu ra sao ở V-League năm nay. Bên cạnh đó, sự có mặt của thủ thành 30 tuổi cũng sẽ sớm khiến không ít người hâm mộ của đất nước hình chữ S đặt ra câu hỏi rằng Đặng Văn Lâm có nên lo ngại về vị trí của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không. Cho tới thời điểm hiện tại, Patrick Lê Giang vẫn chưa thể có quốc tịch Việt Nam do chưa đáp ứng được đầy đủ điều kiện cần thiết. Nhưng với việc sẽ chính thức thi đấu tại V-League 2023, thì cánh cửa nhập tịch hoàn toàn có thể rộng mở với ngôi sao 30 tuổi, và đó cũng là tiền đề để anh tiến gần hơn với cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong bối cảnh kỷ nguyên mới với huấn luyện viên mới sẽ sớm mở ra trong tương lai gần. Những màn trình diễn tại V-League sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Lê Giang có được đánh giá một cách khách quan nhất tới từ người hâm mộ cũng như thượng tầng của đội tuyển Việt Nam với những mục tiêu trong tương lai gần. Sự cạnh tranh chắc chắn sẽ là điều cần thiết đối với một nền bóng đá đang trên đà phát triển. Do đó, chính sách mở cửa đón Việt kiều về nước của các giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam đang trở thành bệ phóng không thể tốt hơn để nâng cao chất lượng bóng đá nước nhà. Có lẽ chúng ta, những người hâm mộ Việt Nam đều đang mong chờ một mùa giải V-League 2023 hấp dẫn và nhiều bất ngờ với sự xuất hiện của những ngôi sao gốc Việt, và xa hơn chính là sự hiện diện của họ trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Xin chào Việt Nam, xin chào Công an Hà Nội Club, I'm back in my country.